là khi chín rồi là mình phải giảm nhiệt, giảm nhiệt, không giảm nhiệt là quay một tí là cái này toát luôn. Tạp gia vị đây là lá mắc mật, không thể thiếu khi chúng ta làm thịt heo quay Lạng Sơn. Riêng mà thầy mà riêng mà thầy mà cân để đi là em chơi chuyển với thầy luôn ở đây. Các anh em học viên đấy, ví dụ như ở đây khúc mắc gì mà về nhà ấy quay có khúc mắc gì là cứ alo, cứ điện hỏi trực tiếp đấy, mình sẽ tư vấn nhiệt tình luôn đấy. Bao giờ các bạn gọi như thành thạo không phải nghĩ gì ngợi hết đấy. Đây là thầy đang truyền lại các cái nghề là heo quay, làm heo quay Lạng Sơn cũng như là heo quay gì mà cổm nữa mà heo sữa quay, heo sữa quay. Vâng. Rồi cả cái món vịt quay vâng. Còn bên này là có đến gần như là 10 học viên. Dạ, chào cả nhà, em đến từ Hà Tĩnh ạ. Em em tên Cương ạ. Chủ một nhà hàng hải sản ở Thạch Kim ở Hà Tĩnh mà em có tham gia một hội nhóm quay nướng thì biết đến thầy Tinh, có một người có tấm lòng nghề và đặc biệt là những món ăn thầy làm em thấy cũng là một người quá học cùng biết quá biết, em thấy là rất chi là chuẩn chỉ và đặt tấm vào tấm huyết vào món ăn. À, cảm ơn. Và giờ em đến đây tìm thầy để học ạ. À, học hỏi thêm ạ. Hà Tĩnh đến. Dạ dạ. Còn em? Em đến từ Nam Định ạ. À, Nam Định. Vâng. Em tên nào? Em tên là Nam ạ. Cảm ơn em. Rồi em đến từ chỗ nào? Em Tuấn đến từ Thanh Hóa. À, Tuấn đến từ Thanh Hóa. Em Đinh Trắng đến từ Quảng Đinh Nam. Trắng hả? Dạ, Quảng Nam. Đến từ Quảng Nam. Dạ, vâng. Có phải như em trẻ nhất trong lớp hả? Dạ vâng, em trẻ. Em đến Tý ở đây là Huế á. À, Huế hả? Ở đây luôn hả? Dạ vâng. À, còn em? Em tên Giòi đến từ thành phố Huế. À, Huế. À, chị Huế lên hả? Dạ. Là thành phố đến từ Huế luôn, ở Huế đấy. Ở thành phố? Dạ, ở Phong Điền đấy. À, Phong Điền. Mà biết anh Tinh quá, đáng tham gia để học hỏi. À. Trao đổi kiến thức. Hôm nay thầy Trình mở lớp dạy nghề lần đầu tiên, mình có duyên lên học, có tất cả là 10 học viên, người xa nhất là ở Ninh Bình, mà người gần nhất là ở Huế. Cái lá mắc mật đây thưa bà con, mình thấy rất là thơm, nghe cái mùi là nhớ ngay thịt heo quay Lạng Sơn, thịt vịt quay Lạng Sơn. Nhưng mà bên thầy giống như thầy ở đây nói ở núi A Lưỡi cũng có. Khi mà các bạn khuấy là ta cứ phải đều dẻo tay khuấy đều vào. Đào sau lên nữa. Đây là hạt mắc khẽn thưa bà con, mình nghe bà con gọi đây là tiêu của rừng. Ồ, bên thầy cay cay thay thay giống tàu xì rồi, tàu xì các cho mình đem xem không. Ồ, nếm cay hỗn hợp gia vị nhiều, cái cảm giác trong miệng quá nhiều gia vị quá. Lút tí nữa. Này ông bình thường nhá. Bình thường là cái này để dài hơn. Dài hơn ít nó sẽ bóp vào đây. Cái giữ buộc cân con heo vào. Đấy. Đây buộc chắc vào. Bụng xong rồi. Giờ buộc chân heo này. Đấy. Còng cái chân này vào cho cố định cho khỏi bị lắc này. Đấy. Đấy buộc chắc vào. Buộc chắc vào. Đấy. Không được phải đâu. Em tự dám đưa hùng binh lên thì ngâm cả những kêu văn tải. Tính ra. Ừ. Gấp ra mình cũng chỉ luôn. Không. Ra. Anh nhá, cho anh em học viên đây nhá, thưởng thức cái món ba chỉ của Quảng Đông nhá. Đây. Nóng. Anh ơi.
đừng ai chạm vào cái móc nhá. Đấy, trên cổ cũng có này. Đấy. Đưa gia vị vào cho con héo. Để nuôi gia vị. Đấy. Gọi là héo quay làng sơn. Nhạt còn xử lý được, chứ mặn là vỡ mục. Đấy. Nhạt mình chậm thêm. Chậm đi. Chậm thêm mùi mòi. Thầy căng dặn học viên. Kéo lớp mờ ra đúng thôi. Đấy, không lớp mờ về sau là một lớp da. Đấy. Lớp da để không sâu. Được rồi. Đấy. Nhớ nhá. Nhiều khi không lớp mờ chứ. Đấy. Anh em phải để ý khâu là phải cả phần này này. Đấy, chứ nhiều khi anh em khâu bên trong độc khâu cái lớp trên này thôi. Và chắc chắn là nhiều trường hợp xảy ra đấy. Đấy. Để tắm không đoàn lên màu hả? Vâng. Tắm màu. Lên màu heo. Tắm heo. Sau khi con heo khô sẽ được đưa lên lò quay khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ. Sẽ có một cái thành phẩm đó là heo quay làng sơ để thưởng thức. Làm mê. Hôm nay là khóa người đầu tiên. Mọi người đã tới mình nhá. Vâng, vâng. Chúc sức khỏe thầy toàn anh em. Thôi bác ạ, đi được gặp thầy về cả anh nhà con nhá. Chết, bật ra gặp mình rồi. Đây quay châm này, chỉ bằng cái kim mình thôi. Để vừa kim thôi. Heo mau chín. Đấy, ví dụ như dòng heo bản gặp tình trạng như anh em thường quay phổ thông ấy, là người thường là kiểu như heo chưa lên màu. Hoặc cái heo mới lên lò, họ đã cho mỡ rồi. Cái đấy là sai bét luôn, đã toác hết con heo luôn. Đấy. Cái này là dầu. Khi cho heo rồi, khi gạt than rồi ấy, mà cái nhiệt của không đủ là con heo kia là không thể thành công được. Sờ tay lên có nghĩa là sao? Sờ tay kiểm tra mức nhiệt. À, mức nhiệt ra cho nó điều hả? Ờ, mức nhiệt. Để tầng dưới luôn, Ra ngoài. Đấy, ra ngoài. Cô nghe xét đấy, cô nghe được chưa? Bắt đầu chạy này. Chạy này anh em để ý nhá. Đây chỗ khuỷu chân này. Đấy, khuỷu chân phải tránh nó ra tí này. Đấy, dưới khuỷu chân nhá. Đấy, đây này. Khuỷu chân này. Đấy, cách ra tí. Vì á, cái nhiệt ở chân mà cái đấy này là nó bằng cái nhiệt trên này là cái chân nó sẽ cháy chứ. Chân nó cháy và cháy chân nó toát. Bao giờ ấy nó bạc, cái da nó bạc, anh em để ý nhá. Thế này bao giờ cái da nó khô tự nó bạc trắng trong quá trình bạc trắng xong rồi nó mới lên màu. Đấy. Cái khâu mà tầm 30 phút đầu rất phải chú trọng, không chú trọng toang luôn. Chứ các chỗ nó lên màu rồi mà cái chỗ hiện tại cái chỗ này còn ít mà không lên màu được ấy, nó vẫn cứ toác bình thường, vẫn xé con heo vẫn bị xé bình thường. Da nó căng nó cứng vào rồi thì mình không ngại. Đây gió. Cái châm nó đã sẵn sàng. Đây này. Hiện tượng cái chỗ này, hai cái chỗ bên này ấy, là khi chín rồi là mình phải giảm nhiệt. Giảm nhiệt, không giảm nhiệt là quay một tí là cái này toát luôn. Bắt đầu heo bắt đầu lên màu nhá. Con heo nó đây, anh Trường hay mắc trường hợp là có con heo tự dưng nó lỗ bột phát đây, ở cái đầu này, cái vai này, cái chỗ này. Đấy. Đây cái chỗ này này bắt đầu lên màu rồi này. Đấy, khi lên màu ở cái chỗ này. Nó đây khi lên màu hết rồi. Khi lên màu mới bôi mỡ nhá. Đấy, khi lên màu hết rồi là mình phải dàn than ra, củ cho chín. Quan trọng là nhất cái bước ở bước lên màu. Đấy, khi lên màu mà mình mà chưa lên màu được rồi mà bôi mỡ ấy, là sẽ tạo cái da nó mềm ra. Xong chưa? Đấy, chậm đi. Bắt đầu lên màu. Phần đục đấy có dầu luôn. Hả? Phần được là phần. Từ chút ít nha, từ từ nha. Những cái chỗ bị vàng thì
cho dầu vào. Chút đi từ từ nhé. Ồ, đấy. Nhớ cao quá rồi. Vẫn quay cổ mà. Nhìn như thế này rồi nhưng mà chưa chị. Chị đuối với hai cái tay chứ. Phải 40 phút nữa. Chị đuối với hai cái tay ăn được rồi. Nghĩa là lúc nó lên màu vàng như thế này rồi thì cho lửa đều nhẹ để ủ chín. Mình nhìn con heo làm sao mình biết con heo chín em hả? Heo chín là tùy theo ấy nhá. Mình quay kinh nghiệm nhiều rồi ấy, là mình cảm nhận được là con heo tầm nào, bao nhiêu thời gian nó chín. Ví dụ như con heo này là trong vòng 1 tiếng 15 đến 20 phút là chín. Thưa quý vị và các bạn, thì theo kinh nghiệm nhìn bên ngoài như thế này, nhưng mà trong nghề thì tùy theo kích cỡ con heo, người quay có thể biết được lúc nào là con heo nó chín. Ví dụ như là nhỏ thì nhanh mà lớn thì lâu hơn. Hôm nay tầm cỡ hơn 1 tiếng một chút sẽ chín. Rồi, như vậy là con heo đã chín. Dưới con heo có cái mâm vì nó chạy mỡ. Như vậy là quá trình truyền nghề làm heo mắc mực của thầy Trinh đã hoàn thành một con heo. Các học viên đã vững nghe chưa? Đã phải thực tập vài lần. Đấy. Gõ ngay cục cột luôn hả? Chờ nghe bật đó ha. Bảo John đi hả? Xin mời bà con, quý vị và các bạn cùng người bên chúng ta chuyển qua cái giai đoạn ra heo và thưởng thức heo mắc mực. Từ có giòn không? Tay của một người kéo vỡ nha. Tức là thầy Trinh đã dạy cho các anh em ở đây. Khi sau khi ra lò ấy, mình vẫn phải ủ chín nhá. Ủ chín 30 phút. Trên lò là ủ chín bằng nhiệt. Đây là sẽ ủ chín bằng hơi này. Đấy, bằng hơi trong bụng mà. Trong bụng vẫn có nước sôi. Đấy, nước sôi cho cái gia vị trong bụng nó sôi là nó sẽ tự ủ chín bằng hơi là con heo này hoàn thiện luôn. Không chặt ngay, không ra heo ngay mà phải đợi 30 phút để ủ chín tiếp. Ôi trời. Là chuối đâu? Chúng ta chuối có. Heo lên bàn. Đấy. Đến đây thì bên kênh YouTube Huế Việt Nam Ngày Nay xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi quá trình chúng ta chứng kiến thầy Trinh truyền nghề lại cho các viên. Các ý kiến hy vọng quý vị và các bạn để lại bình luận ở bên dưới video và không quên bấm đăng ký rung chuông để cập nhật video mới trên kênh YouTube Huế Việt Nam Ngày Nay. Nếu quý vị và các bạn chưa đăng ký hoặc là người mới để với kênh YouTube của mình chuyên cập nhật về Huế, xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn. Yep.